đồng Satoshi trên một cái app bên trên một cái app chain nha mọi người. Nè, GetGen nè, Get là một dòi gen hoàn toàn miễn phí tham thanh toán tới 60.000 Satoshi cứ 60 giờ mỗi lần ghé thăm dòi, bạn sẽ nhận được lượng Satoshi ngẫu nhiên được lựa chọn trong phạm vi từ 50.000 đến 60.000 nha mọi người. Nay mình hướng dẫn mọi người nhận gen miễn phí. Mọi người đầu tiên mọi người thoát ra đi. Thoát ra mọi người qua ứng dụng gen qua lệch nè. Mọi người chờ chút nha. Mọi người chờ chút nha. Anh em nào chưa bấm việc nút subscribe thì bấm nút subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình, còn không đăng ký kênh của mình cũng được nha mọi người. Mình không có ép ai hết. Nó mở cái nhập mã pin của mình lâu vô. Rồi anh em bấm vào dấu cộng nè. Anh em bấm vào dấu vuông ở trên đầu nè. Anh em copy mã nè. Rồi. Anh em thoát cả lại đi. Anh em vào trong web gen hôm qua mình đăng nhập vào nha anh em. Anh em bấm đăng nhập tài khoản nhà mật khẩu của mình vô thì nó ra giao diện gì là mình mở khóa được rồi đó. Rồi anh em dán bắt cái địa chỉ này vô. Rồi anh em trượt. Anh em trượt cho bạn cái này nha. Rồi. Rồi anh em yêu cầu. Rồi. Anh em gửi yêu cầu cho chút nha. Ồ, nó nhận được cảm ơn bạn đã sử dụng dòi GetGen Cash 12 Satoshi 51.353 nhân 1.2 được chuyển đến địa chỉ của bạn. Tham gia chờ trở thành một phần của khách mạng thiền. Quay trở lại sau 20 giờ và nhận thưởng lên 1/4. Mỗi lần anh em yêu cầu thì đứa nó được nhân lên hoài anh em. Nhân lên 1.2. 1.2, 1.4, 1.6 nè, nhân 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 tới 2 là tới nhân 2 luôn anh em. Đâu đây mình kiểm tra cái BTC như vậy chưa. Chưa về nên anh em ơi, yêu cầu chút xíu nữa mới về. Vậy video hướng dẫn anh em mà mình hướng dẫn anh em nhận đồng Satoshi miễn phí đến đây cũng tạm dừng. Chúc anh em kiếm thật là nhiều tiền trên một cái kiếm thật là nhiều sen trên một cái app sen wallet này nè anh em. Sau khi anh em có thì anh em lên chợ market coin đến anh em bán đồng sen này về BTC hoặc gì, hoặc anh em video tới thì mình sẽ làm đổi đồng sen này về Việt Nam đồng thẳng luôn anh em. Anh em nhớ bấm nút đăng ký và ủng hộ kênh mình, còn không đăng ký thì bỏ qua. Mình cảm ơn tất cả anh em đang xem video của mình thật là nhiều luôn. Chào tạm biệt các bạn.